Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến thời điểm hiện tại thì người dân ở miền Bắc mới cảm nhận được rõ rệt sự ảnh hưởng của giải mây dông đang tồn tại trên khu vực Bắc Bộ khi mà những cơn mưa rào và dông đã xuất hiện và sẽ tiếp diễn trong sáng nay. Nhiệt độ vào lúc này cũng giảm nhẹ, phổ biến từ 24 đến 27 độ nên trời cũng bớt đi oi nóng hơn vào những sáng ngày vừa qua. Riêng khu vực Đông Bắc như là ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ có thể xảy ra một số điểm mưa vừa đến mưa to, nên người dân cần chú ý vì trong cơn dông còn có thể xảy ra tố lốc và gió giật. Do có mưa cộng với tình trạng mây nhiều, nên nhiệt độ trưa chiều nay sẽ giảm đi đáng kể so với những ngày nắng nóng gay gắt, phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Những ngày nắng nóng sẽ chấm dứt và trời sẽ chuyển mát mẻ hơn. Đối với các tỉnh miền Trung, thời tiết biến đổi chậm hơn, rãnh mây dông ở phía Bắc cũng đã khuếch tán dần xuống các tỉnh miền Trung, tuy nhiên thì nó chỉ khiến cho mưa rào và dông xảy ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do đó mà nắng nóng chỉ chấm dứt tại khu vực này khi mà nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới là 34 độ. Còn các tỉnh thành còn lại từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên thì nắng nóng vẫn còn duy trì, song mức độ đã giảm đi nhiều do hiệu ứng phơn hoạt động yếu đi. Nhiệt độ trưa chiều nay phổ biến trong khoảng từ 33 cho đến 36 độ, giảm từ 1 cho đến 3 độ so với ngày hôm qua. Và với tiết trời ít mưa và có nắng thì tại các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ thì những dải đất ven biển ở miền Trung luôn là sự lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày nghỉ cuối tuần này. Cùng với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, sau những ngày giảm mưa thì đến ngày hôm nay, đới gió Tây đến Tây Nam sẽ lại có điều kiện phát triển và mở rộng sang khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều hơn, nên vào giai đoạn chiều tối trên cả hai khu vực này bắt đầu xuất hiện trở lại những cơn mưa dông. Mưa ở Nam Bộ sẽ tập trung chính ở các tỉnh miền Tây như là Cà Mau, Kiên Giang. Còn đối với khu vực vùng cao Tây Nguyên thì mưa xảy ra chính ở các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên như là ở Kon Tum, Gia Lai. Trong cơn dông thì người dân vẫn cần đề phòng tố lốc và gió giật. Do mưa xuất hiện trở lại nên nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ không cao. Ở Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ từ 31 cho đến 33 độ, còn ở Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Do mưa về chiều tối nên nhìn chung là các hoạt động vui chơi trong ngày chủ nhật cuối tuần của mọi người vẫn được diễn ra tương đối thuận lợi với nền nhiệt độ sẽ không quá nóng bức này. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, thời tiết trên khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn phổ biến là trạng thái nắng nhiều, mưa dông xuất hiện ở một vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng. Riêng ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ vẫn cần phải lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng, làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km, kèm theo đó là nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh, gây nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động ở vùng biển này. Như vậy là các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn. Trung Bộ nắng nóng cũng suy giảm, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ còn có mưa rào và dông. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tăng mưa nhiều hơn so với những ngày trước, song vẫn tập trung vào chiều tối và đêm. Tới đây thì bản tin thời tiết sáng ngày 5 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ý nghĩa. Thank you.